Cuối tuần làm gì mọi người ơi? Hôm nay cùng Jennifer đi gara sale. Let's go! Đây là anh Dũng và anh Tâm trong Đa Minh Trẻ đang khiêng những cái đồ xuống để gara sale đây mọi người. Và cái quang cảnh gara sale rất là nhộn nhịp. Jennifer đang tiến vô từ từ đây, mọi người có thấy không? Quang cảnh nhộn nhịp, rất là vui, đủ mọi loại mặt hàng đây. 50 đồng. 5 đồng không? Các anh chị trong Đa Minh Trẻ đang làm việc rất là vui, đang trả giá đó mọi người. Các mặt hàng đồ chơi đây. No, this one already cheap. This one we bought, you see, one set at $40. Đây là chị trưởng Đa Minh Trẻ của chúng em đây, chị Quỳnh Nguyễn. Mọi người có thấy không, các mặt hàng đều được treo rất là tươm tất gọn gàng. Các anh chị trong Đa Minh Trẻ làm việc rất là cật lực cả tuần nay mới có những cái hàng tươm tất mới treo lên để mọi người đến mua một cách thoải mái. Đây là quần áo sơ mi nam đây. Đây là địa chỉ gara sale nhé mọi người. Hôm nay thì từ 8 giờ đến 4 giờ, ngày mai cũng từ 8 giờ đến 4 giờ chiều đây mọi người. Mại vô. Cái bức tranh này đẹp quá. Gara sale mọi người ơi, gara sale mọi người ơi. Chứ còn không bán à? Đứng ra bán đi. Tất cả mọi đồ đều rất là còn mới, nhiều cái mặt hàng chưa bao giờ sử dụng nhé mọi người. Tất cả các mặt hàng đều $1 cho một cái đây mọi người. Mọi người ơi, gara sale mọi người ơi. Đó, đây nhiều đây đồ là lắm. Nhiều đồ đúng lắm. Rồi, nhiều đồ lắm. Xin mời đến gara sale nữa. Của huynh đoàn Đa Minh Trẻ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Vô đây mời bán vô đây. Để phân gây gì ở trong đây nhiều lắm nè. Jennifer vô đó, đúng rồi đó, nhiều lắm. Áo vườn đẹp, áo đồng.
13 đồng. This one, this one. Áo vest, nhớ thấy chưa? Áo vest mới. Toàn đồ mới không mọi người ơi. Rất là đẹp, rất là đẹp. Đúng không? Bán rất là rẻ. Cái này bán cho ủng hộ, để giúp đỡ. Wedding dress. Xem không? Cái này mặc chưa đến một lần nữa. Nè. Đẹp không? That is beautiful. Rất là đẹp. Mấy áo dưới nhỏ và người lớn. Còn cái mẹ có đây nè. Áo mà chưa gỡ mẹt nữa nè. That is so beautiful. Áo vest nè. Đó. Hello, đây là gala sale của Hội đoàn Đa Minh Trẻ Giáo sư Đức Mẹ La Vang. Chúng tôi làm cái gala sale này để mục đích là giúp cho quỹ bác ái, giúp cho những người nghèo ở bên Việt Nam, cũng như là làm để gây quỹ cho các anh chị em đi mission, giống như đi hành hương ở tất cả các nhà thờ. Thì đó cũng là mục đích để chúng tôi bán gala sale này. Xin tất cả quý vị đồng hương tới ủng hộ. Chúng tôi bán từ ngày hôm nay và ngày mai từ 8 giờ cho tới 4 giờ chiều. Xin tất cả quý đồng hương đến ủng hộ. Và đây là ông chủ tịch Giáo sư Đức Mẹ La Vang. Xin chào ông chủ tịch. Hello quý anh chị, quý ông bà, anh chị em. Thật sự ra là ngày hôm nay là một ngày rất là vui cho Đa Minh Trẻ. Chúng con đã cố gắng kêu gọi tất cả các anh em, mỗi người một tay mang tất cả các đồ của mình, nhà mình đang có, đồ mình đang dùng, mang tới để giúp cho Đa Minh Trẻ bán, để dùng đồng tiền này để giúp cho Việt Nam phòng anh. Đúng rồi, mình vừa giúp cho Việt Nam, vừa giúp cho người nghèo, và cũng như là mình vừa giúp cho quý anh chị em đi hành hương để biết tới Chúa nhiều hơn, học hỏi về Chúa nhiều hơn. Thì nếu mà anh chị em, ông bà, quý anh chị em nào muốn tới ủng hộ gara sale của Huynh đoàn Đa Minh Trẻ Giáo sư Đức Mẹ La Vang, xin mời tới. Và nếu mà ai mà có lòng donate hoặc là ủng hộ thì chúng tôi cũng sẵn sàng đón nhận những tấm lòng của quý vị gửi đến tất cả những người nghèo ở bên Việt Nam. Xin cảm ơn rất là nhiều. Thật là tuyệt vời phải không mọi người ơi? Và hai anh có thể cho mọi người biết rõ cái địa chỉ ở đây không ạ? Địa chỉ ở đây là gì nè? À thôi, để Jennifer chạy qua đây cho nhanh nè. Đây. Đây mọi người ơi, địa chỉ đây nha. Hôm nay mới bắt đầu có nửa ngày thôi, còn nửa ngày hôm nay và còn ngày mai, nguyên một ngày nữa nha mọi người. Dạ, giờ em quay này, em quay các món này. Mua gì đây cô người đẹp? Mua hết luôn, gara sale rẻ quá, mua hết luôn. Đây, xin giới thiệu, ai cần những cái đồ của baby cosy, có đồ dạ. Chơi của những người con lít rất là nhiều. Dạ. Especially bike helmet for safety. I have one. 20 gì bán đại đi. Wipe it clean and it's good. Cứ cho những người nào cần giày rất là style, còn mới, đeo nữa. Oh, this is a sexy bell. Những cô nào mà muốn be wild mặc đeo này. Nghe anh quảng cáo là muốn mua rồi đó mọi người. Hôm qua nó nói là Hugo Boss nghe sang cái áo cũ rất áo cũ á. Thật là tuyệt vời phải không tất cả mọi người? Thị trưởng của em là Quỳnh Nguyễn và bé Truy Xà đang pha nước để bán đây mọi người. Đây là Nê Minh Nê Organic nha. Hello. Cooler with ice. Chị Xà giỏi quá. Yeah, we need to bring it out. Yeah.
Thời tiết hôm nay không có nắng nhưng mà hy vọng là không có mưa mọi người ơi, để Đa Minh Trẻ bán hết hàng trong ngày hôm nay và còn ngày mai nữa nha mọi người. Có gì uống chưa? Chào mọi người ơi, hôm nay và ngày mai nữa nha. Mời mọi người đến gara sale với Đa Minh Trẻ ha. Mua gì đây cô người đẹp? Mua hết luôn, gara sale rẻ quá, mua hết luôn. Đây, xin giới thiệu, ai cần những cái đồ của baby cosy, có đồ dạ. chơi của những người con lít rất là nhiều. Dạ. Especially bike helmet for safety. I have one. 20 để bán đại đi. Wipe it clean and it's good. Cho những người nào cần giày, giày rất là style, còn mới, đeo nữa. Oh, this is a sexy bell. Những cô nào mà muốn đi wild mặc đeo này. Nghe anh quảng cáo là muốn mua rồi đó mọi người. Thật là tuyệt vời phải không tất cả mọi người. Gara sale cuối tuần ở địa chỉ này. Nếu mọi người có nhu cầu điều kiện hãy ghé địa chỉ này vào sáng hôm nay và nguyên một ngày mai nữa nha mọi người. Và Đa Minh Trẻ luôn luôn có những cái hoạt động rất là tích cực để giúp cho những cái hội từ thiện và luôn luôn mang đến những cái điều ý nghĩa trong cuộc sống. Jennifer xin thân ái chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Xin chào.